thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Quân Sơn thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, trước khi vào buổi gặp mặt, trân trọng kính mời toàn thể quý đại biểu khách quý cùng đến với chương trình nghệ thuật với chủ đề Tân Sơn 15 năm khúc hát tự hào. Chỉ đạo nội dung huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, đơn vị thực hiện Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện Tân Sơn, biên tập âm nhạc Minh Chiến, biên đạo múa Hoàng Nga. Chương trình gồm các tác phẩm Tình ca đất nước, Tình em bên cung dệt, Xuân về trên bản mông, Miền Sơn nghèo, Tình hát về một miền quê mới, Tân Sơn rực rỡ đấm hoa, của các nhạc sĩ Phan Nhân, Đức Trịnh, Xuân Minh. Chương trình do cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Sơn biểu diễn. Ngay sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Vào những ngày tháng 4 lịch sử năm 2007, huyện Tân Sơn được thành lập theo Nghị định số 61 của Chính phủ. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, mở ra một trang sử mới trong tiến trình xây dựng và phát triển của huyện Tân Sơn. Với vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ, với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng triệt để, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Sơn đã tích cực tham gia kháng chiến, lập nhiều chiến công vang dội, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngày nay, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tân Sơn đã thực hiện thành công sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Là một huyện miền núi, nhân dân các dân tộc trong huyện hiện còn lưu giữ được nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc và nhiều nghề thủ công độc đáo gắn với đời sống nhân dân miền Sơn Cước, trong đó có nghề dệt thổ cẩm.
Đây là một nghề truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mường. Nghề dệt thổ cẩm không chỉ đơn thuần là dệt ra những mảnh vải đẹp, mà nó còn là nơi người phụ nữ Mường gửi gắm mơ ước, tâm hồn vào đó. Bye.
đồng bào dân tộc Hơ Mông không chỉ nổi tiếng với những trang phục độc đáo, hoa văn đặc sắc, màu sắc sặc sỡ, mà còn được biết đến nhờ điệu khen gọi bạn ra giết trong mỗi dịp Tết đến xuân về, cùng với điệu múa ô và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Sau 15 năm thành lập huyện, cuộc sống của đồng bào Hơ Mông, bản Mỹ Á đã có nhiều đổi thay. Người Hơ Mông ơn đảng lắm. Điệu múa ô dịu dàng, uyển chuyển cùng với tiếng khèn vang vọng chốn núi non hùng vĩ như chứa đựng linh hồn của người Hơ Mông và là tiếng lòng họ nhắn nhủ với bạn bè, với thiên nhiên, với núi rừng, làm nên bản sắc văn hóa độc đáo riêng có của người Hơ Mông. Phú Thọ,
mảnh đất có chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, là nơi phát tích của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy văn hóa cội nguồn và nền văn minh nông nghiệp từ buổi bình minh của lịch sử, vùng đất thiêng Phú Thọ không chỉ xuất hiện những võ tướng tài danh, mà nơi đây còn hội tụ hồn thiêng sông núi, khơi nguồn cảm xúc cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, là miền xoan ghẹo trải dài cùng chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Về miền xoan ghẹo nếm vị thịt chua chấm om rêu đá, cơm là móng chè cá mòi gà tê lê, nghe hát xoan tình từ dưới đồi Á Trang. Về Phú Thọ quê em, lễ hội tháng mười chủ mật, rau săn bánh cay quên mùi mưa nắng, sâu trùng du hồi ương lời hẹn hò, để chung chiêng câu ăn bánh tai quyện mùi mưa nắng, gió trung du hồi ước lời hẹn hò, để chung chiêng câu hát ghẹo lưng đôi. Phố nhà bình yên ta ca dâm trời, có xe ô che nắng cả một hôm nay rộn rã, tưng bừng trong không khí ngày hội chào mừng 15 năm ngày thành lập huyện. Từ khắp các bản làng, sông núi, âm vang lời ca, điệu múa trong niềm hân hoan, tự hào về những thành tựu mà huyện Tân Sơn đã đạt được trong thời gian qua, thể hiện khát vọng về một tương lai sáng lạng với một Tân Sơn đổi mới, hội nhập và phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tự hào truyền thống quê hương anh hùng.
anh về Tân Sơn qua mừng ruộng mừng ban, mừng ăn mừng tàn lên mừng khúc hương thôn. Dọc miền quê hương con đường ngày năm xưa, trùng trùng quân đi lên miền Tây đánh giặc. Ơi Tân Sơn xanh xanh rừng có đồi tre, có ý thương thang gọi mùa lúa chín vẫn còn đây những chiến. Xưa cố tình núi rừng ơi hay...